Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho các anh em tham gia một chương trình này giveaway ăn chia tổng giải thưởng là 10 triệu tập cần là T dành cho 5.000 người nha các bạn. Thì chương trình này góp này nó sẽ phân phối vào ngày 21 tháng 4 nha các bạn. Đây là những cái tập rep. Đây là của tiếng ghép cho mà nói tiếng ghép thôi. Có ghép hơi các bạn. Thì đây là tập ghép là nhận được 1.000 tập 1 thì nhận được 1.000 BUSD nè, tập 2 600 BUSD nè. Để tham gia game này, quản lý phần link mô tả với video của mình, các bạn nhiệm vụ trong đầu tiên các bạn điền địa chỉ email của các bạn nha mình. Nhiệm vụ thứ hai thì các bạn join link group follow kênh seller này, nhiệm vụ của bạn tự làm nha bạn. Rồi các bạn ghi lại username telegram của tất cả các bạn đã cho sao nha bạn. Những cái này thì các bạn tự làm được bạn. Rồi tiếp tục các bạn follow tại Twitter là được các bạn. Rồi các bạn ghi lại từ Twitter, username từ Twitter của tất cả các bạn nha. Mình chỉ review game thôi các bạn. Chứ mình không có hướng dẫn các bạn à. Rồi tiếp tục thì các bạn điền các bạn vào đây các bạn follow minimum và điền lại username minimum của tất cả các bạn nhé các bạn. À, không. Tiếp tục cái mã gapper này thì các bạn điền cho mình là cộng anh 4 số 1 nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ BB Smart Chain thì các bạn copy địa chỉ chocolate của mình nha các bạn. Thì làm những dự án con NFT này thì khả năng về khách rất là thấp, mình không có khuyến khích các bạn làm các bạn, nhưng một khi đã trúng kèo rồi thì các bạn sẽ thấy giá trị của nó. Rồi các bạn dùng địa chỉ Binbi Smart Chain các bạn, các bạn dùng địa chỉ nào đâu. Rồi các bạn sẽ chép nha các bạn. Mình dán vô đây nha các bạn. Rồi tất cả các bạn gì bấm gỡ là xong các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình giveaway ăn chia tặng thưởng 100 triệu tập cần đã tới đến đây kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn các bạn những video clip tiếp theo của mình.